xin chào tất cả mọi người à, sẽ thật là thiếu sót nếu như trên kênh của em không review hoặc là cung cấp giá nhập về cái sản phẩm TV TCL. thật ra thì uh, đây là một trong những phân khúc mà em thấy nó có hai cái rất là nổi bật. một là giá rất là rẻ. thứ hai nữa là có một số những cái công nghệ mà thậm chí một số những hãng lớn còn chưa sử dụng. thì uh, hôm nay em sẽ mang đến cho mọi người cái giá. coi như chúng ta cũng sẽ đi tham khảo thêm về một dòng tivi giá rẻ nữa. Tất nhiên sẽ có một số anh chị không thích vì nó liên quan đến thương hiệu của Trung Quốc đúng không ạ? Và các anh chị sẽ nói rằng là u những hàng rẻ thì toàn Trung Quốc thôi, không mua đâu. Thế còn có cũng có lúc thì khi em review những sản phẩm rất là nổi tiếng đến những thương hiệu đứng đầu thế giới như là Sony, Samsung, LG thì cũng đưa ra ý kiến là ồ những sản phẩm đấy thì kém lắm, chất lượng bây giờ tệ đâm ra là cứ dùng hết bảo hành thì lại hỏng màn hình này kia. Như vậy thì thực sự là rất là khó để mà phải lựa chọn được dòng TV gì để mà review. Tuy nhiên là đã đi đến đây rồi thì rất là mong là sẽ cùng anh chị chúng ta sẽ đi khám phá xem uh, TCL sẽ có gì, có những công nghệ gì nổi bật và cái giá rẻ như vậy thì so sánh với các model khác ở trên thị trường nó sẽ như thế nào. Thì uh, để mà cho nó dễ hình dung thì em sẽ lấy một cái model quen thuộc uh, đó là cái phân khúc ở 55 trước. À ví dụ như trên chiếc 55 của TCL thì có rất nhiều model, trong đó có model uh, P618 này, uh, P715, C715. Thì ví dụ như là cái model 55 à uh, P618 chẳng hạn. Đây là model 2020 thì cái giá mà anh chị mua được thì nó chưa đến 10 triệu. Uh, khoảng à uh, 9 triệu 8, 9 triệu 9 là có thể sở hữu được model này rồi Thì đây đã là TV 4K Đã là điều khiển giọng nói rồi Chạy Android Nhưng mà cái hay á Mà ở công nghệ đặc biệt là ở cái model 55 uh, C715 ấy Thì cái model này hay ở cái chỗ đó là Nó lại uh, không cần dùng tay điều khiển Nhưng vẫn có thể điều khiển giọng nói được Bằng cái Uh, micro bốn cái micro để ở trên TV, mọi người chỉ việc uh, cài đặt sau đó là phát cái khẩu lệnh đó là OK Google hoặc là Hey Google. Uh, sau khi mình nói xong cái khẩu lệnh đó thì mình có thể điều khiển được TV bằng cách là uh, yêu cầu TV uh, tra cứu thông tin gì, mở YouTube, lấy bài hát hay là cần thông tin gì từ Google. Đây là một cái tính năng rất hay của Google Assistant và kết hợp trên chiếc TV TCL này. Một số những dòng ở c715 hoặc là một số những dòng ở p715 thì đều có cái ứng dụng rất hay này thì đây là một trong những công nghệ rảnh tay em cảm thấy khá là ok mà bây giờ rất nhiều những hãng khác trên thị trường những hãng rẻ thì chưa có công nghệ này đâu và đặc biệt là cái à, tính năng này nó hỗ trợ tiếng Việt cũng khá là tốt nha mọi người à, hỗ trợ tiếng Việt đàng hoàng Um, một số những cái công nghệ mà sử dụng ở trong những model này thì em có thể kể ra cho mọi người một chút tại vì cái giá thì em vừa nói rồi. Tuy nhiên rằng là chúng ta cũng phải đánh giá xem là liệu rằng giá như vậy nhưng mà cái công nghệ đặc biệt là công nghệ hình ảnh thì có gì đặc biệt không. Thì cũng phải xin thưa mọi người rằng là TCL thì cũng là một trong những hãng sản xuất TV khá là lớn. Một số những công nghệ hàng đầu ví dụ như là họ vừa ra mắt năm 2021 vừa rồi đó là cái công nghệ Mini LED chẳng hạn thì cái công nghệ này thì gần như là uh, tcl là một trong những đơn vị đi đầu và cái một số những công nghệ ví dụ như uh, local dreaming ấy, là nó xóa bỏ đi những cái khoảng uh, mờ mờ hoặc là những cái vệt mà nó không rõ ràng ở trong cái khung hình đặc biệt là những cái mà vật thể chuyển động thì nó làm rất là tốt uh, các công nghệ khác có thể nói ở trên cái uh, TV uh, TCL Ví dụ như là cũng sử dụng công nghệ HDR10+, Đây cũng là một trong những công nghệ khá quen thuộc Mà em đã nói rất nhiều trong các video rồi, đúng không ạ? Và công nghệ Dolby Vision uh, Dolby Vision này thì là một trong những công nghệ mà uh, Gần như tất cả các hãng TV đời cao sau này thì đều sử dụng Và nó kết hợp hoàn hảo Từ độ sáng, độ tương, phẩn, uh, tương phản Và cái hiệu suất thể hiện màu sắc nó rất là tốt Một công nghệ mà TCL cũng hay sử dụng mà chúng ta sẽ gặp được ở trên các model à, đời cao ví dụ như là công nghệ MEMC đây cũng là một trong công nghệ mà có cái thuật toán nó hỗ trợ cái việc tăng cái tần số quét thông thường là sẽ lên gấp đôi ví dụ như là TV 120Hz thì với cái thuật toán này thì sẽ đưa lên đến gấp đôi lên khoảng 240Hz thì nhờ cái công nghệ này thì những cái hình ảnh nó chuyển động ở trên TV TCL thì nó sẽ là mượt và nó ít bị nhiễu À, các công nghệ ví dụ như là giải màu rộng, ví dụ như uh, wet Color Gamut chẳng hạn thì cái này hôm qua em làm cái video của Aqua thì em đã nói về công nghệ này rồi thì thôi chắc em không nhắc lại nữa Còn uh, cái Micro Dreaming ấy thì là cái công nghệ uh, cũng là một trong những cái công nghệ rất là hay của um, bên TCL uh, Một số những công nghệ khác thì khá là nhiều, tóm lại là em sẽ không kể nhiều ra đây nhưng cơ bản thì chúng ta thấy rằng là về hình ảnh của TCL những năm trở lại đây với những cái công nghệ mà em vừa kể ra thì nó cũng khá là đầy đủ à, có vẻ là cũng không thua kém gì so với các anh lớn đúng không ạ và cái mức giá mà em vừa đưa cho mọi người thì nó cũng khá ok à, vừa rồi là em mới cho mọi người được cái giá của 55P618 à, thôi đúng không ạ bây giờ em sẽ cho mọi người thêm cái một số những cái model khác nữa nhé Ví dụ như là 55 P715 chẳng hạn Thì model này nó sẽ rơi vào khoảng gần 11 triệu nhé mọi người à, Tiếp đến là Các model khác này Ví dụ như là à, 50 P715 đi à, Cái model này là Em muốn nó đưa ra để nó so sánh Với lại cái model 50 Aqua Mà hôm qua em vừa giới thiệu đấy à, Thì cái model này giá nó cũng Chưa đến 10 triệu à, Model này thì 4k rồi và điều khiển là TV này là TV tràn viền và điều khiển giọng nói là không không cần tay điều khiển đấy nhá. Cái công nghệ mà em vừa nói lúc nãy cái này cũng rất là đẹp. À, rồi uh, model uh, uh, 65 65 thì chủ yếu là sẽ có hai phân khúc. Một là cái 65P618 thì model này bây giờ nó rơi vào khoảng hơn 16 triệu một chút. Và cái model 65 uh, C715 thì model này hơn 17 triệu. À model 65C715 này thì cũng là tràn viền và không cần tay điều khiển thì vẫn điều khiển được tivi. À, đều là model của năm 2020 hết. Như vậy là cái giá 65 inch này cũng không phải là cao đúng không mọi người? Nếu mà so với một dòng một số những dòng 65 khác của LG hoặc của Samsung thì giá của nó có vẻ là với những công nghệ đó thì có vẻ như nó cũng khá là mềm. Không phải là cao. Uh, rồi uh, 75 inch 75 inch của nó thì cũng chỉ khoảng 20 triệu hơn một tí tí Cứ cho là đến 21 triệu là cùng đi uh, 75 inch P618 Con này cũng 4K và điều khiển giọng nói uh, Tóm lại là model này Một số những cái sản phẩm này Thì giá nó cũng khá là mẹp uh, Nếu như mọi người thích Những cái dòng nó thấp hơn Nó rẻ Thì em sẽ cung cấp thêm cho mọi người Ví dụ như là 32 inch Thì nó sẽ có à uh, model là 32S 6300. Model này thì nó giá cũng chỉ rơi vào khoảng uh, chưa đến 5 triệu đâu. Chưa đến 5 triệu nghĩa rằng nó còn thấp hơn cái model 32 Aqua hôm qua đúng không ạ? Và tất cả những cái dòng Smart TV của à của của TCL này thì gần như là bộ xử lý sẽ là RAM 2GB uh, um, chip 4 này và đều bộ nhớ trong đều là 16GB nhé nó cao hơn là so với lại cái model Aqua mà em review hôm trước và à, có con chip thì vẫn là con chip ARM A55, à, cái chip đồ họa thì ở một số model thường hay sử dụng là cái chip Mali 470 cũng của ARM. À, cơ bản thì về cấu hình thì cũng khá ok à, chạy Android 9.0 đó đối với những model 2020. Và bản Android 8.0 đối với những model 019 thì cơ bản là ổn. Còn cái công nghệ âm thanh thì vẫn dùng Dolby Audio rồi. Một trong những công nghệ âm thanh quá là quen thuộc và gần như các hãng TV nào cũng đang sử dụng bây giờ. À, nếu như mà để tổng kết lại thì chúng ta sẽ thấy rằng là như vậy thì với công nghệ của TCL như vậy với cái giá thành thì nó cao hay thấp. Thì mọi người phải uh, nhớ lại rằng là cái model lúc đầu em giới thiệu đó là cái model 55 uh, P618 ấy. Thực ra cái model đó thì nó ngang hàng cấu hình với lại cái model uh, của LG ví dụ như là ngang hàng với lại uh, 55 uh, UN7190 hoặc là 55 uh, UN7000. Nó xem xem với lại phân khúc đó. Và đối với LG thì những phân khúc đó vẫn trên 10 triệu bây giờ. Thế còn cái đối với TCL model em vừa giới thiệu thì nó chưa đến 10 triệu. Cái nhỉnh hơn thì ví dụ như TCL có một số những dòng ví dụ như 7400 chẳng hạn thì giá nó cũng vẫn lệch so với lại TCL à, à các model ví dụ như là 55C à 715 hoặc là 55 P715 à, thì đều có cái giá nó sẽ mềm hơn khoảng à, 2 triệu cho đến 3 triệu nha mọi người. À, như vậy rằng là không biết rằng là với những thông tin em cung cấp thì mọi người sẽ quan tâm và sẽ đánh giá về TCL như thế nào Và em cũng sẽ chỉ đưa ra một cái video tham khảo như thế này Còn cái quyền quyết định và lựa chọn sản phẩm là do anh chị Tuy nhiên thì cũng phải cung cấp cho anh chị thêm một chút cái thông tin về TCL Trông vậy thôi nhưng họ cũng là một trong những tập đoàn mà ra đời cũng khá là lâu rồi Với 75.000 nhân viên và cũng là top 20 thương hiệu TV toàn cầu. Và họ xếp thứ 5 trong cái lĩnh vực sản xuất màn hình tinh thể lỏng. Chứng tỏ là cũng không phải là nhỏ đâu đúng không ạ. Nhưng mà vì là chúng ta cứ nghĩ đến TCL là chúng ta nghĩ đến Trung Quốc nên là đây cũng sẽ là một hạn chế. Tuy nhiên là một sự thật thì tất cả các sản phẩm của chúng ta gần như sản phẩm nào nó cũng phải liên quan đến nước bạn cả. Đều phải liên quan đến Trung Quốc mà không phải mỗi chúng ta mà cả thế giới này. À, cũng đều phụ thuộc. Thậm chí như bây giờ bọn em đặt hàng, đặt những đơn hàng thì à, bên Trung Quốc gần như họ cũng đang ưu tiên sản xuất cho bên châu Âu trước, thậm chí những quốc gia rất là lớn mạnh của châu Âu thì cũng vẫn đang phải đặt hàng của Trung Quốc. Và trong giai đoạn này thì gần như các nhà máy các công xưởng sản xuất thì đang tập trung để sản xuất cho các đơn hàng châu Âu. Và các đơn hàng châu Á thì đang phải xếp lại phía sau. Nên là bọn em hiểu khá là rõ về cái vai trò quan trọng của Trung Quốc Đối với nền kinh tế hàng hóa, đối với ngành công nghiệp sản xuất Thì đây là một số những thông tin mang tính chất tham khảo Và cũng rất là mong là anh chị sẽ lựa chọn được những sản phẩm ưng ý Và sẽ vẫn luôn ủng hộ cái kênh của em Em thì sẽ tiếp tục review thêm rất nhiều những sản phẩm khác Từ những cái hãng TV khác Và sẽ cập nhật thêm giá cho anh chị Đối với các model như của Samsung của LG, à, giá tháng 4 này nó cũng có những sự thay đổi nhất định rồi Và em sẽ update thêm Và một số những dòng TV mới uh, Của Samsung à, Hiện tại thì đã có hình ảnh rồi và Cũng đã có đầy đủ các dữ liệu rồi nhưng mà em chưa hoàn thành xong video vì cũng khá là bận Thì uh, nếu em làm xong thì em sẽ gửi với mọi người Và cả cái giá tham khảo cho mọi người nữa